Phần mềm Active Inspire cho phép giáo viên thiết kế các câu hỏi kiểm tra đánh giá dạng đúng sai, true, false, có không, yes, no, hoặc nhiều sự lựa chọn, multiple choice. Với các chức năng các bạn đã biết như soạn thảo văn bản, chèn hình ảnh, âm thanh, video clip, flash, bạn đã có thể thiết kế được các trang nội dung câu hỏi kiểm tra đánh giá theo các dạng trên. Tôi đã thiết kế một flipchart gồm 3 trang tương ứng với 3 dạng trên. Bước 1. Thiết kế flipchart kiểm tra đánh giá. Flipchart này gồm các câu hỏi kiểm tra đánh giá cần thiết cho một phạm vi kiến thức mà giáo viên muốn kiểm tra học sinh. Ở đây flipchart ví dụ với 3 trang. Bước 2. Thiết lập thuộc tính cho các câu hỏi như là đáp án đúng, thời gian, cho phép trả lời. Chọn vào trang 1 để tiến hành thiết lập cho câu hỏi 1. Vào menu Edit, chọn Questions on Current Page hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Q. Cửa sổ Questions Manager sẽ xuất hiện. Mặc định dạng câu hỏi Multiple Choice sẽ luôn được chọn. Bạn có thể nhấp vào mũi tên sổ xuống để chọn dạng câu hỏi đúng sai, true, false. Ở đây phương án đúng là B, nên tôi check vào mục false và di chuyển xuống để chọn thời gian, số giây cho câu hỏi này. Sau đó chọn done để kết thúc trang 1. Hoàn tất tương tự như vậy cho trang 2 với câu hỏi dạng yes, no. Do câu hỏi ở trang số 3 chỉ có 5 tùy chọn, từ A đến E, nên tôi sẽ nhấp chuột vào dấu chéo ở tùy chọn F để xóa. Ở câu hỏi này, câu đúng là câu C, nên tôi sẽ đánh dấu kiểm vào mục Correct Answer ở tùy chọn C và mục Assign Correct Answer phía bên dưới cũng sẽ được đánh dấu kiểm. Câu hỏi này cũng chỉ có duy nhất một đáp án là C, do đó ở mục Number of Responses Required, tôi để giá trị là 1. Bạn cũng có thể quy định thời gian cho phép để trả lời câu hỏi này. Ở đây tôi cho học sinh 20 giây để trả lời, do đó ở mục Time Limit tôi nhập giá trị là 20. Bước 3. Đinh để hoàn tất việc thiết lập thuộc tính câu hỏi cho toàn bộ flipchart kiểm tra đánh giá.